Vừa mới cách đây khoảng tầm 3-4 hôm, mình có lướt Facebook gặp phải một cái bài post một bạn trên hội phím cơ hỏi là bây giờ muốn mua một con bàn phím tiếng nó giống như trong video, và cái video đấy ý là tiếng nó phải nổ, nó phải bộp bộp bộp, nó phải creamy, nó phải là một kit cao cấp và có cả phím số, thì chọn con nào. Thì đúng, hôm nay có một con ở đây mà Sở Kia gửi cho mình mượn. Đây là con Zoom 98 đến từ Melatrix, mà nếu các bạn không để ý thì cái thương hiệu Melatrix này đã có một số mẫu phím cơ custom trước kia rất là nổi tiếng. Và cái dòng Zoom này đã có layout 65, đã có 75, đã có 10 keyless. Thì bước tiếp theo chính là một chiếc bàn phím có thể nói là full size. Và con Zoom 98 này thực sự là một con quái vật, vì nó có rất nhiều thứ và nó rất là thú vị. Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về con Zoom 98 ngay sau intro. Zoom 98 đến từ Melatrix. Hộp cũng đẹp đấy. À, đây chỉ là cái hộp bên trong thôi. Hộp này đựng kit, còn cái hộp phụ kiện nó to rất là nhiều. Ở bên trong cái hộp này đương nhiên ngoài cái vỏ cây to dày nặng thịt ra và bỏ mạch và plate nhựa polycarbonate thì các bạn còn một số thứ sau. Nhất là cái USB receiver 2.4GHz này, một cái màn hình LCD anh em thì tùy biến này, các bảng mạch phụ này, tạ này, các USB-C quấn coil này, các bạn có rất nhiều ốc vít và rất nhiều phụ kiện để gắn vít, fit silicone, stabilizer WS V3.1, hai viên pin và đương nhiên có rất nhiều xốp, đầy đủ các thể loại xốp từ trên dưới để các bạn thể tùy chỉnh. Và đương nhiên nữa là có gasket silicone, mà chính xác nó giống như kiểu là cái bít tất các bạn xỏ ra ngoài, chứ nó không phải là gasket dạng là poron hay là dạng xốp dán lên trên phần cái tai của plate đâu, mà là sẽ giống kiểu dạng socket xỏ ra ngoài. Thì nó toàn bộ phụ kiện. Nhưng mà nếu các bạn đặt mua tại Sói Gear thì chúng ta sẽ được đơn giản hóa nhiều hơn, vì khi mình xem thông tin từ hãng của này thì nó có vô vàn các lựa chọn màu, nhiều đến cái mức mà mình không thể nhớ nổi là có bao nhiêu màu, anh em phải hiểu như nào. Nhưng mà ở trên Sói Gear họ có đơn giản hóa lại một chút để các bạn dễ lựa chọn hơn. Anh em sẽ có một số phiên bản với mức giá nó từ 4.500.000 lên đến 6.350.000. Nghe có vẻ khủng khiếp, nhưng mà khi chúng ta tính đến đây là con bàn phím gần như là full size, từng này nhôm, cân nặng bao nhiêu trước nữa mình build xong mình cho các bạn xem, nhưng mà mình nhớ là nó khoảng tầm gần 4kg. Các bạn có màn hình, có lựa chọn núm, có LED RGB, có 3150 giây, có cả LED viền, vân vân mấy mấy. Nó có quá nhiều thứ. Và nó thật là với cái từng này nhôm và kim loại thì cái mức giá đấy là mức giá dễ hiểu. Và nếu các bạn là một người chơi phím cơ custom và bấy lâu nay anh em thấy những cái option full size custom cao cấp nó quá ít, thì hôm nay có lẽ sẽ là một lựa chọn để cho em đáng quan tâm. Với cái mức giá là từ 4.500.000 lên đến 6.300.000 thì anh em sẽ có rất nhiều màu sắc và kiểu finish của vỏ cây lựa chọn. Ví dụ như đây là chúng ta có kiểu anodized, có kiểu electrostatic và có cả electrophoresis. Rất nhiều kiểu finish khác nhau. Về PCB, chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn. Từ PCB 11 cắm dây, không có LED RGB per key nhưng mà có LED viền nhé. Và không hỗ trợ LCD. Lên đến các bản cao hơn là có hỗ trợ LCD này. Và đến các bản cao hơn nữa là PCB 31 LED RGB per key và PCB 31 với LED RGB per key và có cái module màn hình LCD. Thì anh em nhớ check link ở Sói Kia bên dưới để xem là có những cái option nào với mức giá nào nó phù hợp với nhu cầu của từng người. Và về tạ, các bạn sẽ có một số lựa chọn là tạ làm bằng nhôm hay tạ làm bằng thép phủ PVD. Thì anh em nhớ check link bên dưới để chọn cho mình một cái cấu hình cụ thể nhất. Với con Zoom 98 này mình nhận được đây là bản prototype, tức là hàng mẫu. Nhưng còn nếu các bạn đặt mua khi mà nhận hàng đến tay là bản thương mại thì nó sẽ hỗ trợ thêm cả kim cây VR cũng như là cái phần mềm riêng của hãng để các bạn tùy chỉnh. Cái quan điểm của mình thì chưa có, nhưng mà nếu với cái phần mềm VR các bạn mà nghịch ngợm con này thì anh em thể map được một cách thoải mái, cũng như đương nhiên là bao gồm cả chỉnh cái màn hình bên trên hiển thị thông tin các bạn muốn. Và ở cái chỗ màn hình này, tùy cái bản các bạn lựa chọn, anh em thể để ở đây, chỗ này là cái vị trí của hai phím, tức là hai u, thì các bạn một là sử dụng màn hình, hai là gắn một cái phù hiệu vào đây, một cái badge với cái logo hay là hình ảnh mà các bạn đặt. Thứ ba là các bạn có thể gắn vào đây một cái núm xoay và một cái nút một u bên cạnh. Và cái nút này cũng như là cái núm này các bạn thể map thành bất kỳ một cái gì các bạn muốn. Đương nhiên là cả cái núm này theo như cái thông tin của hãng thì anh em thể tùy chỉnh cái tính năng của cái núm. Và cái option thứ tư là không dùng núm, không dùng phụ hiệu, không dùng màn hình, là các bạn gắn vào đây hai cái nút một u đó thành một cái bàn phím cơ bản bình thường. Thì với cái con Zoom 98 này full build lên, bây giờ mình cân thử cho anh em xem là nó nặng bao nhiêu. 3634g, 3 cân 6. Đây là một trong những con phím cơ custom nặng nhất mà mình sử dụng. Nó chỉ đứng sau con Cherry Bee thôi. Đương nhiên sẽ có những cái con phím mà nó kỳ cục hơn, nặng hơn nữa. Nhưng mà đây là một trong những con phím mình thấy nặng nhất. Và nếu anh em muốn dễ mường tượng 3 cân 6 cho một con phím nặng như thế nào,
thì các bạn hãy nghĩ đến những cái chiếc bàn phím bằng nhựa then keyless thì nó sẽ vào khoảng tầm từ 800 đến 900 gram. Những bàn phím nhôm 75% và then keyless nó sẽ từ 1 cân rưỡi đến 2 cân. Và con này là 3 cân 6. Thế cho anh em dễ mường tượng, rất đầm và rất nặng. Và con này của mình ở đây là phiên bản gọi là prototype, nên là được Sohia gửi cho với rất rất nhiều phụ kiện khác nhau. Và mình sẽ cho các bạn xem cái build của mình ở đây là có thể nói là thú vị nhất với một cái màn hình. Bởi vì khi mà anh em nhìn một cái bàn phím mà trên này có hai cái nút trông nó rất bình thường, hay là trên này có một cái núm trông nó cũng vẫn rất là bình thường. Nhưng mà ít mà bàn phím nào bây giờ có màn hình, là để cái màn hình ở đây. Thế mình thấy là trông hay nhất. Và về cái vỏ cây, con này của mình ở đây có cái màu nó hơi kiểu bé bé sữa sữa một tí, cổng USB-C ở phía trên. Và cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt, sờ mịn màng, mượt tay, rất đã. Và không có một cái chi tiết thừa nào cầm rất xuống, mặc dù đây chỉ là mẫu thôi. Ở dưới đáy anh em mình sẽ có một cục tạ nằm ở chính giữa, fit silicone ở trên và dưới. Và fit này được gắn bằng cái ma sát của những cái chân fit ấn bên trong. Và để tháo bàn phím ra thì các bạn sẽ cần phải giật cái fit này lên và vặn ốc ra, chứ nó không dùng keo. Thì đây là một cái điểm hay, hay ở cái chỗ là tháo lắp và mót lại dễ hơn. Nhưng mà giờ ở cái chỗ là cái fit này, nếu mà anh em gọi là nhận được những cái gói hàng họ ship không cẩn thận thì cái fit nó sẽ kiểu hơi bị cong, nó quan quan, nó phồng ra ấy, nó dễ tuột ra ngoài hơn. Nhưng con của mình thì không vấn đề gì cả. Và cái tạ ở đây nằm lý rất là đẹp, và hai cái giải led ở hai bên để led viền lộ ra. Cổng USB-C nằm ở phía trên, và ở bên dưới cũng như hai bên thì hết rồi, không có gì đặc biệt nữa cả. Còn quay trở về mặt trước, là cái điểm nhấn của con Zoom 98 này là chúng ta sẽ có một cái đèn led nhỏ nhỏ ở đây. Và hiện giờ thì mình chưa tùy biến được, bởi vì con này là hàng mẫu, phần mềm VR hiện giờ chưa nhận. Nhưng mà mình nghĩ là với cái phiên bản chính thức ấy, thì sẽ có phần mềm riêng, và bạn thể tùy chỉnh cái đèn này, khả năng nó sẽ thành đèn 5 lock hoặc là thành đèn gấp lock được. Đó. Còn màn hình bên trên cũng vậy, cũng là câu chuyện tương tự. Đây là bản mẫu, tên rằng đấy, phần mềm nó chưa nhận. Nhưng mà khi các bạn nhận được cái bản thương mại sẽ có thể tùy chỉnh những cái option này. Còn bây giờ hãy cùng mình build con bàn phím lên. Và đương nhiên mình là một người thích cái tiếng nó nổ, nó creamy. Và cũng như một cái bạn hôm nọ bạn có hỏi ở trên cái group phím cơ ấy, là build làm sao và chọn con nào cho tiếng nó nổ, thì với con này mình sẽ build tất cả shop để tiếng nó ấm nhất có thể.
chúng ta sẽ combo nó với plate nhựa polycarbonate với xốp poron nằm trên bảo mạch, xốp nằm giữa plate và bảo mạch, xốp ở dưới đáy luôn. Tất tật tật mọi thể loại mình nhét vào đây hết, lắp theo kiểu gasket. Và hiện giờ thì con bàn phím này mới có option là plate nhựa polycarbonate thôi. Khả năng bởi vì đây là con bàn phím nhôm không dây. Nếu mà chúng ta sử dụng một cái plate kim loại nữa thì cái khả năng thu phát sóng nó sẽ rất là kém. Nên rằng hãng đã quyết định cho chúng ta cái plate bằng nhựa thì cái khả năng thu phát sóng sẽ tốt hơn. Thì với cái build như thế này, mình sử dụng một cái bộ keycap với cái màu gọi là colorway, nó gọi là kiểu dạng Olivia. Cái nút màu trắng nó hơi be be một chút và các cái keycap màu hồng màu đen trông nó khá là phù hợp. Nhựa ABS double shot. Với cái switch đang build ở đây sẽ là switch Bisun XR2. Đây là switch linear với chất liệu top housing làm từ UPE mix cả POM và bottom housing làm từ chất liệu POK. Mình không rõ POK là chất liệu nhựa gì nhưng mà cái tiếng của này nghe rất là hay và switch rất là mượt. Và đây là cái switch 5 chân được lúp sẵn. Thì với cái build như thế này, hãy cùng mình nghe thử xem âm thanh nó có đúng là nổ creamy và là poppy như anh em muốn không nhá. Thực sự anh em ạ, khi mà mình nhìn lại kỹ cái layout con này thì nó không khác gì cái phím full size cả. Bởi vì với một cái bàn phím full size, cái phần bottom row anh em để ý nhé, cạnh phím cách sẽ có 4 phím. Con này có 3 phím và họ đẩy cái mũi tên vào trong để cho nó gọn. Nhưng mà ở phía trên cạnh phím F12 còn một phím nữa mà mình thường gọi là phím F13 thì cái phím này sẽ bù cho phím dưới, đúng không? Và ở cái phần dưới màn hình ở đây, tức là cụm Home and Pedal Pedal Insert Delete ấy, thì nếu các bạn không dùng màn hình, các bạn có thể để 2 phím vào đây nữa là nó sẽ bằng 6 phím trên bàn phím full size. Và phần number pad thì đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Thì chính ra con này là một con bàn phím full size 104 nút, đúng không? Không thiếu một nút nào cả so với bàn phím full size. Thì có thể gọi nó là một con full size được. Cái tên Zoom 98 chắc là để đặt cho nó vui vui thôi. Chứ mình nghĩ rằng con bàn phím này không phải có 98 nút đâu, bởi nó nhiều hơn 198 nút rất là nhiều. Và cái con phím này mặc dù build full shop và sử dụng gasket, nhưng mà mình thấy một điều, đó là tiếng nó không đều. Tiếng nó rất nổ với cái switch Bisun XR2 này và với cái plate nhựa polycarbonate và build full shop này, tiếng nó rất nổ, nghe rất sướng nhưng mà tiếng nó không đều. Cụ thể như anh em nghe, nếu mà các bạn để ý là cái phần phím ở bên dưới, ví dụ 1, 2, 3 này, 0 này, delete này, lên trên, tiếng nó sẽ có một cái độ vang và độ ấm nhiều hơn so với phần bên dưới. Đó. Càng xuống phía bên dưới thì khả năng là do cái khoảng trống hoặc là do cái thiết kế hoặc là do cái lực ép của cái vỏ cây xuống dưới cái bảng mạch và cái plate nó không đều nhau hoặc do khoảng trống nó không giống nhau. Nên rằng các phím ở bên dưới từ khoảng tầm cái dòng A, S, D, F, G, H trở xuống này thì nó sẽ gọi là cứng hơn một chút và nó tịt hơn một chút so với nửa bên trên. Nửa bên trên sẽ có cảm giác ấm hơn và vang hơn. Và cái build này thì anh em cần phải nhớ, đó là cái phần plate, mặc dù các bạn có xỏ gasket vào rồi gắn vào nhưng mà nó sẽ vẫn có một số cái sự du di nhất định. Nên rằng khi anh em lắp lại cái vỏ cây, cần phải lý xem là cái plate và cái bảo mạch đã nằm ở đúng vị trí đó chưa, nằm chính giữa cân đối chưa. Bởi vì khi lần đầu tiên mình lắp ấy, cái phần plate và mạch mình hơi bị xô xuống bên dưới một tí, vẫn vặn vít bình thường, lắp bình thường, nhưng mà khi bắt đầu gắn keycap thì mình thấy rằng cái phần hàng cuối nó bị kẹt vào cái phần vỏ cây đó. Các bạn gắn vào, các bạn cần phải để ý là chính xác cái plate đã nằm đúng chỗ chưa, nó đã cân đối và chính giữa chưa. Nếu không lại mất công, gắn xong tất cả mọi thứ rồi lại phải tháo ra, chỉnh lại. Nói thật với anh em là về cái trải nghiệm sử dụng thì không gì để chê cả. Dung lượng pin rất là lớn, các bạn có đầy đủ tất cả các phím. Quá trình build cũng tương đối đơn giản như ba chiếc bàn phím gasket khác. Và ở trên bảng mạch mặc dù có flex cut nhưng mà vì mình dùng full shop nên nó không có nhiều cái sự gọi là nhún nhảy đây. Mình không phải là người quan tâm về nhún, mình không quan tâm lắm. Nhưng mà cái điều mình thấy là hơi thiếu khi dùng đó là con bàn phím này thì nó không kickstand. Bạn nào mà thích có góc đánh máy cao hơn một chút thì sẽ hơi tiếc là nó không kickstand trên con bàn phím này. Và một điều nữa là nó rất nặng, nhưng mà nó nãy là 3 cân 6, và vì nó có bàn phím full size, đối với một người nhu cầu sử dụng hàng ngày của mình không mấy khi dùng phần number pad này cả thì thấy nó hơi vướng.
Nhưng mà nếu các bạn là một người cần, các bạn cần phím này ví dụ để chơi những game mà lái máy bay, lái tàu gì cả hạn, và các bạn cần phím này, hoặc các bạn chơi những game hai người hoặc anh em sử dụng để nhập tài liệu, các bạn cần phím số, thì đây sẽ là một option nữa trong cái thị trường bây giờ bàn phím custom full size đang không có nhiều lựa chọn, thì bây giờ sẽ là một option nữa dành cho anh em. Và khả năng kết nối không dây nó không gì phản nàn cả, rất là ngon, cả Bluetooth và những thứ khác mình thử thì không vấn đề gì cả. Và một cái rất là hay là họ có cắt cái phần mép này đó khuyết vào trong, vừa có một cái đèn led chiếu ra bên ngoài cho đẹp, và vừa là cái chỗ mà các bạn tóm tay vào để cầm lên di chuyển bàn phím lên xung quanh. Thì đó là một cái thiết kế tương đối thông minh. Và nói thật với anh em là khi mà build xong con này, ngoại trừ cái việc là mình là người không dùng phím số ra thì nó hơi to của mình ra, thì không có cái gì để chê cả. Cái chất lượng hoàn thiện của nó rất là tốt, bề mặt làm rất là ngon, màn hình và những cái phù hiệu các bạn cắn vào đây sẽ khít thành khịt, nó không có một tí sự du gì nào cả, hoàn thiện rất là tốt, và âm thanh thực sự nó rất là phù hợp với tai của mình. Mặc dù mình là người trước kia không phải là fan của plate nhựa polycarbonate, nhưng mà trên cái con này tiếng nó lại rất là hay, đi kèm với cái switch Bisan này. Nhân tiện cái switch này thì mình nói luôn anh em là xóa kia có bán, mà giá nó thì không phải là rẻ, nhưng mà nó không phải đắt chỗ nào, là khoảng tầm 10.000 một switch. Tức là nếu mà để mua full con bàn phím này thì các bạn mất sắp xỉ 1 triệu. Đó, thì nó không phải là switch quá cao cấp, quá đắt tiền, mà có những cái switch mình đã từng sử dụng là 3 mấy nghìn đến 50.000 một cái switch. Thì 10.000 không phải giá tiền cao, nhưng mà để so thị trường tầm trung và giá rẻ bây giờ nó hơi đắt. Nhưng mà mình nghĩ là nếu với anh em mà anh em đã build một con bàn phím với giá tầm này tiền, thì cái việc bỏ thêm 1 triệu mua switch nó không phải gì quá đắt cả. Và con switch này nó rất là mượt và rất là hay. Thì như cái sound test các bạn vừa nghe, anh em đánh giá thế nào với con Zoom 98 này? Liệu các bạn có chịu nổi một con bàn phím full size to đầm nặng nặng như thế này không? Em đợi bây giờ cho mình biết. Và anh em mà bình thường các bạn build bàn phím, các bạn dùng Numberpad thì để làm những mục đích gì? Cho mình biết, bởi bây giờ mình thấy không mấy người dùng Numberpad nữa. Hãy bây giờ cho mình biết, và muốn mua hãy vào link của xoáy kia để tìm hiểu thêm kỹ càng hơn, và đọc pass Soup Health giới thiệu để được hưởng rất nhiều ưu đãi. Xin chào anh em, hẹn gặp lại cho các video khác. Nặng quá. Đi đây. Chào nhé. Bye bye.